Rồi, chào quý cô chú và anh chị mình ha. Đây là mình đây, mình là Nguyễn Kim Lợi đây. Thì do mấy ngày hôm nay ha, nói chung trời mưa gió thất thường, lại bị sốt ha, bị sốt, đau họng quá, không có nói được. Bị đau họng nói không có lên tiếng cho nên không có đi quay video được anh chị ha. Chị thông cảm nha, nói chung cách đây cũng 5-6 ngày rồi đã không ra video ha. Rồi, thì lời nói đầu tiên ha, là xin chào đến quý cô chú anh chị mình đang xem video, theo dõi kênh YouTube của Nguyễn Kim Lợi nha. Rồi thì ngày hôm nay ha, tôi đang có mặt tại xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì ngày hôm nay lại có mang đến gửi cho anh chị mình ha một cái miếng đất. Thì ở đây anh chị mình mua có thể là để dành hoặc là mua cho con cái này kia cũng rất là ok ha. Thì mình cũng báo giá luôn ha, để không làm mất thời gian của chú chị mình, sau đó là sẽ phân tích thêm ha. Thì ngày hôm nay lại gửi đến cho anh chị mình. Nó có cái tổng diện tích là 3.000 m² ha, 3.000 m². Thì trên đất của mình hiện tại là đang có 3 sổ nha anh chị nha, 3 sổ ha. Cứ một sổ là 1.000 m² ha, một sổ là 1.000 m². Thì ở đây nè anh chị, đất của mình ha, có ranh giới cấm cọc rất là rõ ràng ha. Thì từ cái đoạn này ha anh chị ha, đây cái cọc đi ngã rồi nè. Thì từ cái cọc này anh chị đi dài lên tới trên kia ha. Đó, đi qua tới cái hàng cây đằng trước ha. Thì nếu mà tính thì từ cái đoạn này anh chị ha, từ đoạn này đây đó, thì từ đoạn này anh chị mình đi chạy dài lên trên kia mình được 42 mét mặt tiền nha, 3 sổ ha, hiện tại có 3 sổ, mỗi một sổ là 1.000 m², một sổ là được 14 mét mặt tiền ha. Đó, 14 mét mặt tiền, 3 sổ là nó ra 42 mét mặt tiền nha. Và mặt tiền của mình anh chị thì có mặt tiền quay về hướng đông bắc nha, mặt tiền quay về hướng đông bắc ha. Thì đất của mình hiện tại là đang trồng một số cây ăn trái, nhưng mà nói chung là hiện tại á thì cây ăn trái của mình thì nó đã chủ không có chăm ha, cho nên nó cũng héo đi phần nào rồi. Đây mình báo giá luôn ha, tất cả 3 sổ chủ kêu giá là 1.5 tỷ nha, 1.500.000.000 bán hết 3 sổ ha. Thì giá này vẫn còn bớt lọc thương lượng gì đó anh chị ha, nói chung là chủ báo vẫn còn bớt nha. Nói chung tới ngày hôm nay vẫn còn sổ mũi nè, mà đau họng thì hết rồi, nói chung nói chuyện cũng được rồi. Thì gửi đến anh chị mình ha. Đó, đây thì đường xá ok ha. Đây mình sẽ nói miếng đất để gần cái trung tâm bán kính như thế nào ha. Để đây đất của mình có cái đường điện sẵn rồi anh chị ha, có lằn dây điện sẵn rồi nè ha, chứ đất của mình có lằn điện sẵn rồi. Thì từ đây anh chị, từ chỗ miếng đất này nè, anh chị mình đi thẳng ra ha, đi thẳng thôi luôn là 1 cây số là mình sẽ gặp con đường nhựa nha. 1 cây số mình sẽ gặp con đường nhựa. Đường nhựa đó là nhựa của xã Phú Lợi ha, là bên này xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì từ con đường nhựa đó anh chị đi ra quốc lộ 20 là nó tầm khoảng 700 mét nữa thôi ha. Nói chung từ miếng đất đi ra đến quốc lộ 20 là chỉ có 1,7 km thôi. Anh chị mình sẽ gặp quốc lộ 20. Thì gặp quốc lộ 20 đó anh chị mình rẽ phải ha, anh chị mình sẽ về hướng thành phố Đà Lạt à, tầm khoảng là 175 cây. Còn chị rẽ trái anh chị mình sẽ về hướng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là 115 cây nha. 110 cây thôi, 105 ha. 105 cây thôi. Giờ Sài Gòn 105 cây thôi. Đó thì khu dân cư nè. Đó, nhà cửa anh chị ha, có nhà nè. Xung quanh mình có nhà hết rồi nè. Đó ha. Nhà cửa rất là đông luôn ha. Đó, đất của mình thì quay về hướng đông bắc nha. Đông bắc. Nói chung thì là cũng không vào bên trong lại quay đâu, tại vì ở trong nó cũng đâu có cái gì đâu, chỉ có mít thôi. Mà mít hiện tại chủ không có chăm cho nên thì nó cũng héo, nó cũng chết đi anh chị ha. Đây lâu quá không có chủ không có vô tưới vườn, thăm vườn cho nên cỏ nó lên thế này nè anh chị. Đó, dân cư rất là đông ha, xe máy ra vô rất là đông luôn. Đó, thì ở đây có 3 lô ha. Đó, mỗi lô là được 14 mấy mặt tiền anh chị ha. Đó, nhà cửa dân xung quanh nè anh chị ha. Khá là đông, có dân cư ha. Đó, có dân cư, khá là ok. Thì đây ha, mình đi ra hướng con đường nhựa là 1 km. Đường nhựa đi ra quốc lộ 20 là 700 m nữa nha. Nói chung từ trong miếng đất anh chị đi ra quốc lộ 20 là chỉ có 1,7 cây thôi ha. Rẽ phải về thành phố Đà Lạt 175 cây, rẽ trái về hướng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh 105 cây ha. Đó, đường xá ok ha. Rồi, đây là hình sổ mình ha anh chị. Tờ bản đồ số 8 nè, thửa đất số 135 ha.
diện tích là trên 1.000 mét vuông nè. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng ha, mục đích sử dụng đất trồng cây. Thì miếng đất của mình có thời hạn sử dụng đến ngày 15 tháng 10 2047 ha, khách hàng thì anh chị mình đi gia hàng là sổ mới nha. Còn đây là phần hình đất nè ha, đó, rất là vuông vức, rất là đẹp ha. Thì đây là một sổ nè, đây là sổ thứ hai nè, 8133 đó. Còn đây là 8134 ha, ba lô liền kề ha, 8134 nè, 8133, 8135 ha. Đó, diện tích nó là 3.000 mét vuông, ba sổ liền kề ha. Đó, giá 1,5 tỷ thương lượng. Nhưng mà mua lẻ chủ vẫn có bán nha. Chủ bán vẫn bán một sổ 500 thương lượng ha. Đây thì ba lô liền kề nè anh chị ha. Đây xã Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai nè. Đó, Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai ha. Thì đây là cái tờ đầu tiên nè, tờ 8133, rồi kế tiếp là 134 và 135 ha. Ba lô liền kề. Đó, mở lô 14 cái mặt tiền nè là nó ra được 42 ha, 42 mét. Đó, chiều dài là bên 70 mấy nè. Đó, cái hậu 14 mét mấy ha, nói chung bằng đầu bằng đuôi. À, hình đất rất là đẹp luôn, tức là vuông vức luôn anh chị ha. Tức là vuông vức luôn nha. Đó, thì ở Định Quán Phú Lợi, Định Quán Đồng Nai ha. Đó, mỗi một sổ diện tích 1.000 mét vuông. Có bán lẻ là 500 một sổ, vẫn thương lượng ha. Các bạn chủ đăng ký hiện tại bán hết 3 sổ này luôn, là 1,5 tỷ có thương lượng nha. Rồi còn ở đây thì cái vị trí chấm đỏ này là chấm ngay đất ha, nó cũng nằm gần quốc lộ 20 nè anh chị ha. Thì từ trong cái miếng cái chỗ chấm đỏ này nè, anh chị mình đi ra, đây là con đường nhựa nè ha. Đó, con đường nhựa lớn. Thì từ trong đất đi ra con đường nhựa chỉ có 200 m thôi. 2 đến 300 m thôi. Nói chung là xin lỗi ha, thì từ trong miếng đất này đi ra đường nhựa nó tầm khoảng chắc gần một cây số anh chị ha. Gần một cây số gặp đường nhựa. Thì đường nhựa đó anh chị mình sẽ băng qua hướng chỗ trường Giá Tỵ này nè. Đó ha. Rồi sẽ băng ở đây để gặp quốc lộ 20 nè. Đây. Quốc lộ 20 ha, nằm kế quốc lộ 20 luôn. Nói chung từ trong miếng đất ra quốc lộ 20 chưa đến 2 km luôn ha, mình sẽ gặp quốc lộ 20. Sau đó anh chị mình nếu mà rẽ phải ha, anh chị mình rẽ phải là anh chị mình sẽ lên hướng thành phố Bảo Lộc nè. Đó. Anh chị mình lên thành phố Bảo Lộc là 60 cây ha. Anh chị đi tiếp thì lên thành phố Đà Lạt 175 cây. Còn đó là rẽ phải ha, còn anh chị rẽ trái anh chị mình sẽ lên hướng thành phố Biên Hòa nè, là 80 cây, còn đi tiếp đi về thành phố Hồ Chí Minh là tầm khoảng là 100 cây số ha. Đó, còn đây đi về Long Khánh là tầm khoảng 80 cây. Cách sân bay Long Thành thì cũng đâu đó tầm khoảng 50 đến 60 km nha. Rồi cách nút giao cao tốc Phan Thiết Dầu Dây tầm khoảng 12 cây ha. Rồi xin cảm ơn rất nhiều ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem video. Cô chú anh chị nào mà có quan tâm thì alo cho lại ha, là có đề số điện thoại trên màn hình video. Hoặc là cô chú anh chị mình kết bạn Zalo với lại ha, là chỉ xài một số điện thoại duy nhất thôi nha. Cô chú anh chị hãy nhấn đăng ký kênh cho lại một lượt đăng ký, một lượt subscribe để thúc đẩy tinh thần ha, có động lực để ra sản phẩm bất động sản, nhà vườn ha, gửi đến anh chị mình nha. Rồi xin cảm ơn rất nhiều, video mình cũng kết thúc ở đây ha.